Rồi chào anh em nha. Hôm nay em lên cho anh em con thổ khàn. Con này thì nước chơi ở ngoài nó về nhà tàn nhanh quá. Mình kích lo thì nghe nó ở xa nó chỉ đổ ruồng được vài sạc rồi là nó về tàn, nó rớt xuống nó chơi mà nó gù cũng thưa, không được đạt, gọi là đạt xuất sắc cho mấy nha anh em. Con này thì nói chung là ngoại hình nó rất chuẩn và đẹp, tuyệt vời, ok. Từ âm giọng đến ngoại hình để cho anh em nuôi cảnh nuôi kiển gì đó cũng là rất là tuyệt vời và ok. Còn chim về nước chơi của nó thì nó dính sớm quá nên nó cũng không được rõ về nước chơi, còn về clip của nó rù nó cũng chung chung cùng thưa thôi, cũng không được gọi là hay, dạng chim tầm trung thôi nha anh em. Để giá mềm và hữu nghị cho anh em nào về nuôi về chăm sóc và rọt ngồi đi, hay là nuôi cảnh nuôi kiển gì đó. Con này thì nuôi anh em nào nuôi đam mê mà nuôi chơi nuôi kiển cảnh thì rất là tuyệt vời, bởi vì ngoại hình chim nó rất đẹp nha anh em, đó tuyệt vời đẹp lắm. Còn về cái vấn đề là bữa nay không đeo khoen nữa đó, cứ để khoen gừng. Con này mã số của nó là 027 nha, chứ để đeo một cái khoen gì á nó cũng tốn hết mười mấy gần 20.000, khoen bây giờ 20.000 một cái, mà để đeo khoen cái đó anh em nói chim sinh sản hay là này kia thôi, mất công cái cá cũng mệt quá. Cái con khoen chân vàng đó nha anh em, đây con chơi trên đây đó, nay không đeo khoen nữa chứ cũng nhiều. Và nay mình lên clip mình cũng cho có ít lời để tâm sự để cùng với anh em thân thương. Nói chung là làm kênh hay là chia sẻ hay là quay video rồi này kia thì cũng nhiều anh em, cũng nhiều cái ý tưởng và cái đam mê, cũng vì cái ý tưởng và cái đam mê mình mới làm nên được thôi nha anh em. Nhiều anh em vào xem thương thì đỡ, còn nhiều anh em ghét mình hay là ganh ăn rồi này kia, nói những lời vô bình luận rồi nói này nói kia. Nói chung là trước mình cũng trả lời rồi lại, cũng nhiều bức xúc mình cũng trả lời rồi lại với anh em. Nhưng mà bây giờ từ đây trở lên những anh em nào mà vào kênh mình xem cái phần nào mình làm kênh thiếu sót hay là cái phần nào chim như thế nào, anh em mình còn có thể là chia sẻ rút kinh nghiệm với nhau, góp ý này kia, mình còn kính nể và khâm phục. Còn những mà anh em mà đi chạy rong mà để đâm thọt hay là ganh ghét ganh ăn rồi này kia đó, là từ đây trở lên mình không còn tranh cãi với những anh em đó nữa. Mình xin hứa với anh em mình không tranh cãi với anh em nữa. Anh em nào xem vào ưng bụng thì chốt chim, còn anh em nào muốn mà ganh ăn thì đi vào kênh khác đi, bị vào kênh mình đó xem mà để lại những bình luận đó là xưa thì mình còn đối đáp và trả lời lại, còn giờ mình nói chung giờ cũng tùy theo ý nghĩ, cũng là tùy ý nghĩ, tùy theo của mỗi ý tưởng của anh em chơi. Giờ anh em nào vô bình luận nói mình như thế nào ha đó, thì tùy anh em, mà mình không tranh cãi và đối đáp trả lời anh em nữa. Mình xin phép mình hách những anh em đó ra từ đó về sau không có vào kênh mình để xem nữa, chi tránh mất công để tranh cãi, để phiền, một là phiền phức, hai nữa là mất cái tình cảm anh em trong cái sự đam mê vui chơi. Rồi mời anh em vào xem clip rừng của em nó ưng thì alo Q69, số điện thoại ở phần tiêu đề hoặc là trên màn hình để đón em nó về chăm sóc, để cái giá là cái giá mềm để lấy tiền xăng hữu nghị cho anh em thôi nha anh em ơi, dài sĩ thôi cho anh em con thổ khàn đó. Đây hình ảnh em nó đây. Rồi mời anh em vào xem clip rừng và thẩm nước chơi em nó. Con này thì nước chơi nó thì chắc chắn là chỉ tầm trung thôi chứ không được gọi là đạt nha, nhưng mà có cái ngoại hình của nó rất là tơ đẹp to và ngoại hình rất đẹp nha. Còn con bên đây nãy giờ nó nhảy tới nhảy lui, đây là con thổ bầu đó, đây con thổ bầu. Con này thì nó đặc chủng từ ngoại hình đến nước chơi rồi. Con này thì đã chốt cho ông anh ở Sài Gòn rồi, chút mình bắt ra mình đi gửi cho ảnh đây đó. Con không có đeo khoen đó, là nhảy nãy giờ đó là con thổ bầu nha. Con này thì nó to đùng rồi, to đùng rất đẹp tuyệt vời. Rồi mời anh em vào xem clip rừng của em thổ khàn này, là cho anh em xem tham khảo vui thôi, chứ clip là mình không có nói là gọi là
bạc nha anh em. Rồi, mời anh em vào xem clip gần. Và mình cũng cảm ơn tất cả những anh em thân thương của bên kênh Q69 đã trong thời gian qua cùng đồng hành, tham khảo và theo dõi, chia sẻ cùng Q69. Cảm ơn những anh em đó rất nhiều. Còn những anh em nào mà không ưa thích hay là ganh ghét mình thì từ đây trở lên, nếu anh em đó vào kênh thì mình xin phép mình sẽ thách ra khỏi, không cho vào nữa để mất công, để phiền phức anh em tranh cãi nha. Rồi, mời anh em vào xem clip của em nói nha. Thấu bầu đẹp quá, thấu bầu tuyệt vời luôn đó.